Xin chào tất cả các bạn, thì Hoài Thu rất là vui khi gặp lại mọi người trên video của Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwoo. Thì trong cái video này, Hoài Thu sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái lưu ý mà chúng ta cần phải quan tâm trước khi phẫu thuật nâng mũi. Đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý đó là về bệnh viện thẩm mỹ cũng như là bác sĩ phẫu thuật. Thì như thế nào là một bệnh viện thẩm mỹ uy tín, chất lượng? Đó là bệnh viện phải được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Y tế cũng như cơ quan chức năng liên quan. Và bệnh viện phải có cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, phải có trang thiết bị hiện đại và không ngừng cập nhật các công nghệ thẩm mỹ tiên tiến nhất. Bác sĩ phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề rõ ràng, trình độ chuyên môn cao, uy tín và nhận được feedback phản hồi tốt từ quý khách hàng đi trước và có chế độ bảo hành lâu dài cho quý khách hàng. Và cái điều số 2 mà chúng ta cần phải quan tâm trước khi phẫu thuật nâng mũi đó là phương pháp nâng mũi cũng như là chất liệu sụn mũi phù hợp. Thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều phương pháp nâng mũi, tùy thuộc vào cái tình trạng mũi của từng khách hàng mà bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp nào cho phù hợp nhất. Nhưng cơ bản hiện nay sẽ có hai dáng mũi cơ bản, đó là dáng mũi S-line và dáng mũi L-line. Đối với dáng mũi S-line thì đặc điểm của dáng mũi này sẽ có sóng mũi hình dạng chữ S mềm mại tự nhiên, phù hợp với những gương mặt nhẹ nhàng, thanh tú cũng như là thuần Á Đông. Còn đối với dáng mũi L-line thì sóng mũi của dáng mũi L-line sẽ dốc từ điểm sóng mũi cho đến đầu mũi. Và nhìn góc nghiêng thì nó sẽ có hình dạng giống như chữ L, đặc điểm dành cho những bạn nam hoặc là những bạn nữ có gương mặt cá tính, mạnh mẽ cũng như là góc cạnh một chút xíu. Bên cạnh đó, chất liệu sụn mũi cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng quyết định thành công của một ca phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi. Vì vậy, chúng ta nên để các bác sĩ thăm khám, tư vấn, lựa chọn cho chúng ta một cái sụn mũi nào phù hợp nhất, an toàn nhất. Hiện nay, đối với ngành phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc, thường sử dụng hai loại chất liệu chủ yếu, đó là chất liệu nhân tạo và chất liệu tự thân. Đối với chất liệu tự thân tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwoo là chúng ta có sụn tai cũng như là sụn sườn. Còn đối với chất liệu nhân tạo thì hiện nay tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwoo đều khuyến khích khách hàng nên sử dụng chất liệu đó là sóng Sugiform hoặc là nâng mũi đầu mũi bằng sụn Nanoform. Cái vấn đề số 3 mà chúng ta cần phải quan tâm nữa đó là vấn đề sức khỏe. Chúng ta cần phải chuẩn bị sức khỏe thật là tốt trước khi phẫu thuật thực hiện dịch vụ nâng mũi. Và điều này khi quý khách hàng lựa chọn Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwoo thì hoàn toàn yên tâm. Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwoo, quý khách hàng đều được kiểm tra sức khỏe tổng quát để tầm soát cũng như loại bỏ một số trường hợp quý khách hàng có bệnh lý về tim mạch, huyết áp hoặc là các bệnh máu khó đông, hoặc là phụ nữ đang mang thai hoặc là cho con bú thì đều không nên thực hiện phẫu thuật dịch vụ nâng mũi. Và một cái lưu ý nho nhỏ là chúng ta cần phải khai báo trung thực về các tình trạng bệnh lý của chúng ta, không nên giấu bệnh đối với bác sĩ để đảm bảo quá trình phẫu thuật an toàn và không xảy ra tai biến trong suốt quá trình phẫu thuật cũng như là sau phẫu thuật nha quý khách hàng. Và cái điều số 4 mà chúng ta cần phải lưu ý nữa đó là chúng ta cần phải chuẩn bị cho bản thân một cái tâm lý thật là tốt, thật là sẵn sàng để chuẩn bị bước lên gọi là phòng tiểu phẫu, để có một chuẩn bị, có một cái dáng mũi đẹp nhất cũng như là ưng ý nhất. Vì vậy chúng ta cần phải gạt bỏ hết những cái lo lắng, những cái ưu phiền, bởi vì tất cả những cái lo lắng, những cái ưu phiền đều đã được các bác sĩ hoặc là ekip giải quyết, giải tỏa hết cho các bạn trước khi phẫu thuật rồi, để đảm bảo rằng là chúng ta không kéo dài cái thời gian phẫu thuật của chúng ta nha. Và cái lưu ý cuối cùng mà chúng ta cần phải quan tâm đó là chúng ta cần phải ăn uống thật là đầy đủ các chất dinh dưỡng để đảm bảo một cái thể trạng tốt nhất. Nhưng trước khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, chúng ta không nên sử dụng các chất kích thích, ví dụ như là chè nè, cà phê nè, rượu bia nè, thuốc lá nè. Và đối với quý khách hàng khi thực hiện phẫu thuật dịch vụ nâng mũi bằng phương pháp gây tê, chúng ta vẫn có thể ăn uống một cách bình thường, nhẹ nhàng để đảm bảo cái thể trạng tốt nhất. Bên cạnh đó, một số cái trường hợp mà quý khách hàng thực hiện dịch vụ nâng mũi sửa lại nhiều lần hoặc phương pháp nâng mũi bằng sụn sườn thì tùy vào cái chỉ định của bác sĩ sử dụng phương pháp gây mê hoặc là tiền mê, chúng ta không nên ăn trước 6 giờ phẫu thuật nha quý khách hàng. Và vừa rồi là 5 cái lưu ý mà Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwoo muốn chia sẻ đến quý khách hàng để quý khách hàng có một cái nhìn toàn diện và thiện cận nhất đối với dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, để có cho mình một cái quyết định thật sự là sáng suốt và cho mình một cái dáng mũi thật sự là phù hợp với gương mặt của mình. Chúc quý khách hàng sẽ có một cái dáng mũi thật sự là đẹp và như ý. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video tiếp theo.